Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với cô bạn bản cùng nhé. Chúc tất cả mọi người một buổi trưa thật vẻ. Thì trưa hôm nay mình lại tiếp tục lên hình. Thì trưa hôm nay mình giới thiệu cho người Monocon ISO. Monocon ISO này hàng nó mới về, thì giới thiệu trước cho mọi người Monocon ISO khen nhỏ nhưng mà đọt cũng khá là to. Thì trước khi mà giới thiệu chi tiết, mình lại giới thiệu qua đây là bảng số điện thoại của mình. Bảng số điện thoại này mọi người liên hệ trực tiếp cho mình để chốt đơn hàng hoặc là tư vấn trực tiếp. Mọi người thì kết bạn Zalo qua số điện thoại này chốt đơn hàng hoặc là yêu cầu gửi video gửi ảnh mình sẽ đáp ứng cho mọi người nhé. Còn tên mình thấy anh này, số điện thoại 0326267309, gọi lưu vào khi nào cần thiết thì gọi điện cho chúng mình báo giá trên thân cần này là chưa bao gồm phí ship. Mỗi đơn cần trọng lượng thêm 40.000, 40.000 là ship code đến tận nhà luôn. Mọi người có thể mở hàng ra kiểm tra hàng thoải mái, kiểm tra thật kỹ trước khi trả tiền giúp mình. Rồi giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết cây cần một. Cây cần đầu tiên giới thiệu cho người đây một cây cần ISO, một cây cần này dài 4,5 m đợt số 2 này. Cây cần này của hãng Bromanini nhé, một cây cần của Bromanini nhé. Cái này là cái cần Profit này, carbon này, Sabiki này, 4,5 m đọt số 2 nhé. Đây là thông số này đó. Cái này thì nó có một nước sơn màu đỏ nhìn rất đẹp luôn, nhìn rất là bóng nhé, ít xước nhé. Đây bên ngoài rất là ít xước luôn đó, hình bên ngoài khá là đẹp. Cái này thì là khoen bát của hãng thôi, khoen bát hãng này, bát hãng này đó, bát hãng nhá. Rồi tới dàn khoen, con này thì cũng là dàn khoen của hãng này. Đây dàn khoen của hãng này nhá. Đó, mình thấy thì có hai ba cái khoen là của Fuji, kiểu cái đọt bị hạ ấy, người ta đã thay thế cho khoen Fuji nhé. Đây đầu bu Fuji này và hai khoen tiếp theo Fuji nhé. Đó đây, đây dàn khoen đều dàn dắp luôn. Rồi chúng ta kiểm tra bên trong. Đây đọt con này đọt số hại khá là to, đọt con này thì nó hạ mất khoảng tầm 10 phân rồi nhé, đọt hạ khoảng tầm 10 phân đó, khoảng tầm 10 phân thôi. Đây phôi này, phôi cũng trông rất là đẹp, phôi bên trong rất là đẹp luôn. Rồi phôi bên trong rất đẹp nhá, rút ra rất là thẳng luôn mọi người nhá, không bị võng nhá. Cái này tính nhá, độ cứng thì nó cứng khoảng tầm 3H, cứng khoảng tầm 3H. Rồi cứng khoảng tầm 3H. Một cây cần mã 200, mã 200, một cây cần của Brumanini này, khoen bát của hãng này đó. Cái này 4,5 m đọt số 2. Cái này thì nó có thông số là ngọn, nó sẽ ngọn 1,4 ni này, ngọn 1,4 ni này. Ống phi gốc 22,6, ống phi gốc là 22,6 này và nặng 217 g, 217 g. Cái này sẽ để cho người giá là 400.000, 400.000 mã 200 nhá. Tiếp tục chúng ta là mã 201. 201 thì chúng ta lại tiếp tục có một cây cần Brumanini tiếp theo, một cây cần Brumanini tiếp theo này. Cây cần này là một cây cần cũng hai carbon rod này, Sabiki này, 4,5 m nhá. Cái này sẽ không ghi đọt, không ghi thông số đọt nhá. Ngoại hình nó sẽ sơn màu trắng đen này, à trắng đỏ này, rất là đẹp luôn. Đây, cái phần chỗ sơn sần này nó hay bị bám, kiểu bám cấn ấy, mình cạo qua nó lưu lại ấy. Đó, còn trên này bao đẹp cho mọi người nhá. Ít xước, cực kỳ ít xước luôn. Cái này thì cũng là khoen bát của hãng này, bát hãng này. À. Đó, bát hãng nhá. Bát hãng này. Từ tới dàn khoen. Con này thì cũng là dàn khoen của hãng thôi, con này dàn khoen của hãng luôn này. Đó, dàn khoen hãng này. Thì là cái đầu bu, đặc biệt là cái đầu bu sẽ đầu bu Fuji này nhé. Đầu bu đã bị hạ là nó thay thế cho thành đầu bu Fuji. Rồi chúng ta kiểm tra bên trong. Đây con này thì phôi mình thấy phôi đỏ trắng này, bao đẹp mọi người luôn. Cái này hạ mất khoảng tầm 3 phân, 3-4 phân gì đó. Đây 3-4 phân nhé. Rồi kiểm tra phôi bên trong. Đây phôi này, cái này sau gần như là mới mọi người nhé. Phôi bên trong không xước ấy. Đây phôi bên trong gần như là không xước nhé. Được. Đây móc rồi ạ, phun trong gần như là không xước nhá, bao mới luôn. Một cái cần mã 201 của Brumanini, dài 4,5 m. Cái này thông số ngọn nó sẽ ngọn 1,1 ni này, 1,1 ni này. Ống phi gốc là 21 và nặng 177 g. Cái này cứng khoảng tương đương tầm 3H, cứng tương đương 3H. Cái này sẽ để cho người giá là 400.000, 201 400.000 nhé. Tiếp tục 202. 202 chúng ta đem một cây cần, là một cây cần Hàn Quốc xuất Nhật này, một cây cần Hàn Quốc xuất Nhật nhé. Cây này một cây cần 54 đợt số 2. Đây ngoài hình của nó, bên ngoài ngoại hình có hơi chầy như này nhé, chầy xước răm lông mèo như này nhé. Đó là đó ngoài hình này nhé. 202 một cây cần 54 đợt số 2. Cái này thì là Hàn Quốc xuất Nhật, thì khuyên bát của nó là khuyên bát Fuji hết nhé, khuyên bát Fuji FS6 này,
dàn khoan Fuji đã xăm khói, dàn khoan Fuji đã khói. Mọi người nhìn thấy cái đầu bu nạ chưa? Đó, cái đầu bu này là nguyên nhân của nó là đầu bu bị hạ mọi người nhé, bị hạ xuống rồi, bị hạ chỗ này khoảng tầm 7 phân, 7 đến 8 phân nhé. Đó thì là đầu bu nó sẽ nhét một cái đầu bu to hơn thì nó sẽ không thông được vào chỗ này. Đó, không thông được cái khoan thứ hai này nhé. Nói chung nó không ảnh hưởng gì cả, một cái câu thoải mái luôn. Đó, hạ đọt nó sẽ cứng thêm mọi người nhé. Đây. Phô bên trong rất ít xước nhé, phô trong ít xước. À, phô bên trong này cho mọi người xem này, phô ít xước nhé, phô rất là đẹp luôn. Nhân phô này chúng ta hiện tại có vài vết xước như này, đó, vết xước nhỏ nhỏ này, là vết xước nhỏ nhỏ như này nhé, nó nhưng không ảnh hưởng gì cả. Cây cần này còn ngoại hình còn khá là đẹp, một cây cần 5m4 đọt số 2, hạ mất khoảng tầm 7-8 phân. Cái này mã 202 thì cái này ngọn sẽ ngọn 1,2 ly này, ông phi gốc là 23,2 này và nặng 269 nhé. Cái này sẽ để cho người giá là 500.000, đó, 202 500.000 nhé. Tiếp tục 2003 chúng ta có một cây cần Shimano, một cây cần Shimano này. Cây cần này một cây cần Anivio này, dài 45 đòn 1.5 này. À, China xuất Nhật nhá. Đó, tem vàng đầy đủ này. Tem vàng đủ tiêu chuẩn của Nhật Bản nhá. Đó, đây nhá. Đó, ngoại hình này. Đây ngoại hình của nó nhá. Đó, ngoại hình bên ngoài khá là bóng, nóng nhỏ. Có bị chảy xước chỉ điểm vài chỗ thôi. Như đây này. Đây này. Đó, bị chảy một tí này nhá. Đó, ngoại hình này giá bên ngoài cũng khá là đẹp. Khoen bát sẽ là khoen bát Fuji luôn. Bát Fuji FS6 này, bát già bàn nhá. Rồi tới giặt khoen nữa là giặt khoen Fuji đã xăm khói hết luôn này. Đó, và đặc biệt là cái đầu bu như đại bác luôn. Đó. À, cây này thì nó bị hạ đọt mất 20 phân mọi người nhá. Bị hạ đọt mất 20 phân. Đó, giờ nó cây cần siêu cứng luôn. Rồi, còn cây cần này mà bác nào bảo cái phôi không đẹp thì em không tính tiền luôn. Phôi bao đẹp luôn, phôi carbon sẵn này. Đó. Cực kỳ ít xước nhá, gần như là không có xước mấy. Đó, bao đẹp luôn. Một cây cần Shimano 4,5m, giờ thì còn 4,3m, đọt 1.5, Anivio này, Shimano này, đây nóng rất là bé luôn. Đây, ngoại hình rất là đẹp. Cây này có mã 203 này, cây này ngọn nó sẽ ngọn 1,7 ly này. 1,7 ly thì tương đương đọt số 5, 1,7 ly này. À, ống thi gốc sẽ là 18,2 và nặng 146g, cây này khá là bé nhé. Cái này sẽ để cho người giá là 480.000. 480.000. Tiếp tục chúng ta đến 2004 chúng ta đem cây cần này, cây cần của hãng Wish. Đây là đầy tên hãng của nó nhé. Còn đây là tên này. Fortuner nhé. 4,5m đầu số 2 này. Một cây cần này sản xuất ở China xuất nhé. Đó, China xuất Nhật nhé. Một cây cần hãng Wish. Đây là ngoại hình của nó. Đó, ngoại hình đây. Ngoại hình cũng có hơi chấm chày nhẹ nhá, có hơi chấm chày nhẹ như này nhá. Đó, đây này, trên thân này hơi chấm chày nhẹ nhá. Đó, sơn màu đỏ nhìn rất là đẹp, sơn đỏ rất là đẹp luôn nhá. Đó, một cái cần 4,5m đọt số 2. Cái này thì là khoen bát Fuji hết nhá, bát Fuji FS6 này. Đó, rồi tới dàn khoen. Con này thì dàn khoen Fuji đã xăm khói, còn khoen này thì là mình sẽ kiểm tra lại, mình thấy thì nó rất là đều nhưng mình sẽ kiểm tra lại nhé. Khoen không lỗi nằm, rất là đẹp luôn. Rồi, cây này thì đọt của nó hạ mất khoảng tầm 3 phân. Đọt hạ mất khoảng tầm 3 phân và người ta đã bỏ đi một khoen nhé. Bỏ đi một khoen nhé. Đó, đây, nó chỉ còn 2 phân chạy thôi. Rồi chúng ta kiểm tra phôi luôn. Phôi con này sẽ phôi carbon xoắn như này. Đó, xoắn cộn như này nhé. À, phôi rất là đẹp, phôi ít xước. Đây, phôi ít xước nhé. Đó, phôi đánh giá còn khá là đẹp, ít xước, màu này màu đẹp nữa. Một cây cần mã 204 một cây cần 4,5m đọt số 2. Cây này thì thông số ngọn nó sẽ ngọn 1.3 ly này, ngọn 1,3 ly này. Ống phi gốc là 18,3 này và nặng 212g. Cây này sẽ để cho người giá là 450.000. 204 450.000. Rồi tiếp tục chúng ta là 2005 chúng ta đem cây cần 5,3m đòn 1.5 này, Forte này. Đó, đây ngoại hình của nó, một cây cần hàng China xuất nhé.
Đây đây ngoại hình nó, cái này thì nó sẽ màu xanh, cái màu xanh tím than nhé, màu xanh tím than này, đây sẽ như này đó. Cái này thì là fan bát của hãng này, bát bát hãng luôn, bát hãng này, rồi là fan, là giặt fan của hãng luôn, giặt fan của hãng đều dăm dắp luôn nhé. Đây giặt fan đều dăm dắp luôn đấy. Cái này mình thấy có hai fan cả Dobu, là ba cái là sẽ của Fuji nhé. Đây ba này Fuji, còn này dưới này của hãng nhé. Đó, rồi chúng ta kiểm tra bên trong luôn. Đây đo con này khá là to mọi người ạ. Đo con này hạ mất khoảng tầm 20 phân rồi mọi người nhá. Đo hạ khoảng tầm 20 phân. Có nào nói thế cho mọi người luôn, con này lúc mọi người thắc mắc. Cái này hạ khoảng tầm 20 phân nhá. Đó còn cái phôi này, phôi bên trong thì không phải bàn cãi gì nữa, rất là đẹp luôn. À, phôi bên trong rất là đẹp luôn. Này, phôi rất là đẹp luôn nhá. Gần như không có xước luôn đấy, gần như không có xước nhá. Một cái cần mã 205 5m3 đọt 1.5. Cái này thông số ngọn nó cho ngọn 1.4 ni này, ngọn 1.4 ni này. Ống khinh gốc, 23.6 này và nặng 269g. 269g. Cái này sẽ để cho người ra là 450.000. 450.000. Đó, 204. À 205 chứ, 205. Rồi tiếp tục chúng ta đến 206. 206 chúng ta đến cây cần hàng cũng khá đời cao rồi, tại vì nó có sẵn hay ra nhé. Chúng ta có đến một cây cần của Sunfit. Sunfit này, đó, Sunfit này, đề tên nhé. Đây một sơn của nó này. Sơn rất đẹp luôn. Cây cần công nghệ của Double Carbon này, sản xuất Korea nhé. Sản xuất Korea xuất Nhật này. À, cây cần này có thông số dài 5m4.2, 5m4.2. Đây ngoại hình của nó. Ngoại hình có hơi chầy như này nhé. Chảy ố này nhé, nhưng mà nhìn xa xa này rất là đẹp này. Đó, nhìn nó ít xước đi. À, cái này khoen bát Fuji, bát Fuji FF7, Fuji FF7 này. Còn dàn khoen này sẽ là dàn khoen Fuji đã xăm khói như này. Đây, dàn khoen Fuji đã xăm khói như này nhé. Đó, nhìn thấy chưa? Rồi, dàn khoen này thì không lỗi nầm nhá, không lỗi nầm chi nào cả nhá. Rồi chúng ta kiểm tra bên trong. Cái này thì đọt của nó hạ mất khoảng tầm 5 ni. Đọt hạ 5 ni nhá, người ta đã bỏ mất một khoen này này. Đó, hạ 5 ni và bỏ mất khoen rồi. Đó. Rồi chúng ta kiểm tra phôi. Phôi thì nóng hai nóng đầu này rất là đẹp luôn. Không xước rồi nhá. Đó, nóng thứ ba cũng vậy này. Nóng thứ ba không xước này. Rồi chúng ta kiểm nóng thứ tư sẽ là nóng xoắn hai da như này. Đây nóng xoắn hai da như này nhá. Đây mọi người thấy chưa? Xoắn hai da này. Nó rất là đẹp luôn. Cái này nói chung là đánh giá ngoại hình còn rất là đẹp. Ít xước, ít chảy xước. Đó, ít chảy xước ngoại hình đẹp. Một cây cần mã 206 Double Carbon 54.2. Cái này thông số ngọn nó sẽ ngọn 1.2 ni, ngọn 1.2 ni. Ống phi gốc sẽ là 19.8. Ống phi gốc 19.8 và nặng 280g. Đó, một cây cần hàng hệ nhé. Cái này sẽ để cho người giá là 700.000. 206. Rồi tiếp tục 207. 207 chúng ta đem cái cần này, một cái cần hàn nội địa luôn người nhá, một cái cần hàn nội địa nhá. Đó, đây carbon này. Đó, các bạn xoắn này. Một cái cần sản xuất tại Osaka. Một cái cần này sản xuất tại Osaka Fishing luôn nhá. Đó. Đây. Cái này có thông số dài 4.5 đọt số 1. 4.5 đọt số 1 iris. Đó, cái này ngoại hình bên ngoài nhìn khá là đẹp, ít xước. À, ngoại hình bên ngoài ít xước nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Cái này sử dụng dàn khoen bát Fuji hết nhá, bát Fuji F6 này, đó, bát da bàn, bát đen. Rồi tới dàn khoen con này sẽ là dàn khoen Fuji đã sắm khói. Cái này thì là dàn khoen nguyên bản, không lỗi, không thay thế nhá. Đó, nguyên bản hết nhá, đều dăm dắp luôn. Đó, rất là đẹp nhá, không thiếu khoen nào. Nghe rõ chưa? Rồi chúng ta kiểm tra bên trong. Bên trong thì đọt con này đọt khá là mảnh thôi. Đọt con này thì đọt số 1 thì nó chỉ là 0.7. Đọt này dành cho bác nào câu cá rô đồng, câu cá giếc hoặc là câu cá mương ở suối thì hợp lý nhé. Nó đây, nó khá là đẹp. Và chúng ta kiểm tra bên trong. Phôi con này thì bao đẹp cho người luôn. Phôi gần như không có vết xước mọi người nhé. Phôi gần như không vết xước nhé. Nó rất là mới luôn. Đây, sẽ là carbon xoắn vòng như này. Đó, phun hết nhé, xoắn từ gốc đến ngọn luôn nhé. Đây, rất là đẹp luôn. Một cây cần gần như là mới tinh. Có bên ngoài nó đẹp này, bên trong nó đẹp y xì thế. Cái này thì có mã 207 5m4.1. Cái này thông số của nó sẽ thông số ngọn 0.7 này, ngọn 0.7 này. Ống phi gốc là 23 và nặng 213g. Cái này thì sẽ để cho người giá là 500.000. Cái này cho bác nào câu cá mương thì tuyệt vời luôn. 500.000, nó 207. Rồi tiếp tục chúng ta sang 208.
2008 chúng ta có một cây cần, một cây cần Olympic. Một cây cần Olympic này. Đó, Olympic nhá. Một cây cần này của Watic à. Watic carbon này, 54 đợt số 2 này. Đây. Carbon sẽ có xoắn vòng nha, xoắn lò xo nhá. Đó, một cây cần hàng nội địa luôn. Một cây cần hàng nội địa nhá. Đây, mọi hình đây. Đó, rất là đẹp luôn. Đây nhá, đây là phần cán của nó đây. Đây, phần cán trước khi nó cuốn chỉ rồi, nó bong lớp chỉ rồi sẽ như này nhá. À, ít vẫn vặn bình thường nhá. Đó, ok chưa? Cái này là sơn màu đỏ như là ngoại hình cũng khá là đẹp, ít xước. Đây những chỗ này sẽ là vết bẩn nhá, vết kiểu vết băng dính ấy, vết dính nhá. Đó, còn ngoại hình thì ít xước nhá. Đó, không thấy xước mấy đâu. Đây, lên trên này thì có xước chỉ điểm một hai chỗ. Đó. Cái này thì ngoại hình cũng khá là đẹp, còn khoen bát Fuji. Bát Fuji FS6 này. Còn tới dàn khoen Fuji đã xăm khói. Đây. Dàn khoen là dàn khoen nguyên bản nhá, không bị thay thế nhá, không lỗi lầm nhá. Đó, đều răm rắp luôn. Đây, rồi chúng ta kiểm tra bên trong. Cái này thì đọt khá là mảnh, cái này đọt số 2. Đọt số 2 thì cái này Olympic, cái này thì nó chỉ tương đương cái đọt số 1 vừa rồi thôi. Tương đương cái đọt số 1 thôi. Cái này dành cho bác nào câu mương hoa, mương suối nó hợp lý nhá. Đó, nó phô bên trong này. Phô bên trong rất là đẹp. Phô bên trong ít xước nhá. Carbon sẽ là carbon xoắn vòng này. Đó. Phô ít xước. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, rất là đẹp luôn. Một cây cần mã 2008, 54 đợt số 2. Cái này thông số ngọn nó sẽ ngọn 0.7 ly này, ngọn 0.7 ly này. Ống phi gốc sẽ ống phi gốc 23 và nặng 243 gram. Một cần Olympic, cái này sẽ để cho người ra nặng 500 ngàn. 2008 500 nhá. Rồi tiếp tục chúng ta sang 2009. 2009 thì chúng ta đem một cây cần của hãng Shinstar, một cần Shinstar này. Cây này thì có thông số là 54 đợt số 1, carbon công nghệ CG nhá. Đó, bên ngoài sẽ là trang trí lớp carbon xoắn hai da vẩy cá như thế này. Đó, cái này chỉ có nóng ngoài có thôi nhé, nóng trong sẽ không có. Ở đây, đây là phần gốc của nó này. Phần cán gốc này, tem vàng xuất đầy đủ nhá. Tem vàng xuất đầy đủ nhá. Khoen bát Fuji, bát Fuji FS6 này. Rồi tới dàn khoen sẽ là dàn khoen Fuji đã sắm khói. Cái này thì là đọt của nó cũng bị hạ rồi nhá. Cái này thì đọt hạ luôn nhá. Đó, giờ mình sẽ rút ra cho mọi người luôn. Cái này đọt hạ khoảng tầm 15 phân. Đọt hạ 15 phân và người ta đã bỏ đi một cái khoen chạy. Đọt hạ 15 phân mà người ta bỏ cái chạy nhá. Đó đây. Phôi carbon bao đẹp luôn. Đó, phôi cực kỹ xước nhá. Đó, phôi cực kỹ xước nhá. Đây mọi người rõ không? Rất là đẹp luôn. Rồi, đến nóng này chúng ta hiện tượng có bắt đầu có hiện tượng xước hơi răm như này. Đó, hơi sưng răm lông mèo như này nhé. Còn mới đợt chiên thì bao đẹp cho mọi người luôn. Một cây cần mã 2009, cái này thông số ngọn nó sẽ ngọn 0.8 ly này, ngọn 0.8 ly này. Ống phi gốc 18.3 này và nặng 226 gram. Cây này sẽ để cho mọi người giá là 450 ngàn. Đó, 2009 450 nhé. Rồi tiếp tục chúng ta đến 210, chúng ta đến một cây cần hàng nội địa. Một cây cần hàng nội địa, cây này thì thông số của nó bị bay màu hết rồi. Thông số bị bay màu hết rồi. Đây, cây này thì là người ta để, chắc để ngoài nắng nhiều. Cái mặt dưới này sẽ là màu đỏ này, còn trên này nó phai thì hơi màu cam cam. Thì cái cây này do người ta để ngoài nắng nhiều nhá. Đó, đây, dưới này rất là đỏ này. Đó, nên thành màu cam nhá. Đây, cái này thì người ta để ngoài nắng thôi, một cây cần hàng nội địa. Cái này dài thông số là dài 4.5 m. Dài 4.5 m nhá. Đó, ngoại hình cũng có chày như này nhá. Đó, ngoại hình có chày như này. Đây, chày này. Đó. Khoen bát Fuji, bát Fuji FS6 này. Khoen thì dàn khoen Fuji ra sắm khói luôn. Dàn khoen này thì mình nhìn rất là đều đặn luôn. Cái này mình không nhầm nữa. Nó đã hạ đọt mất một khoen mọi người nhá. Hạ đọt mất một khoen. Rồi chúng ta kiểm tra phôi bên trong. Đây. Đúng rồi, cái này thì hạ đọt mất khoảng tầm 10 phân. Hạ đọt 10 phân mà người ta đã bỏ mất một khoen chạy cho này đi. Đó, đọt khá là to. Đây, phôi bên trong này. Phôi bên trong có sức răm luôn nhá. Phôi trọng có sứ răm như này. Đó, sứ răm như này nhá. Một cây cần mã 210. 210 thì thông số cái này sẽ ngọn 1.7 ly này, ngọn 1.7 ly này. Ống phi gốc là 20.2 và nặng 258 gram. Cái này sẽ để cho người giá là 400 ngàn. Đó, một cây cần nào vậy nhá, 210, 400 ngàn thôi. Rồi, tiếp tục cái cây cần cuối cùng. Cuối cùng chúng ta đem cây cần
Và hãng gì đây, mình xem tìm hãng này. Đây, một cái cần này ngày xưa mình bán một cây rồi, nó đọt số 1, cái bây giờ cây đọt số 2 này. Đây, Krampus. Krampus mọi người nhá, đây này, một cái Krampus đây. Cái này sẽ xoắn, nó so từ gốc ngọn rồi nhá, xoắn cộm này. Đó, xoắn cộm nhá. Đây, một cái cần ngoại hình khá là bắt mắt, nó chỉ hơi xước thôi nhưng mà cái kết nhau ở cái carbon xoắn này, đó, rất là đẹp nhá. Cách trang trí cũng rất là đẹp luôn. Đó đây. Cây cần này có thông số là 54 đọt số 2, 54 đọt số 2, một cái cần hàng nội địa. Một cái cần hàng nội địa nhá. Đó, phôi này. Đó. Cây này thì sử dụng dàn khoen Bass Fuji FS7 này, Bass Fuji FS7 này. À, dàn khoen này, dàn khoen Fuji đã sắm khói, dàn khoen mình thấy hơi ngộ là dàn khoen này đang đã bị hạ đọt rồi. Cũng báo luôn là dàn khoen bị hạ đọt rồi, người ta đã thay một cái đầu bu à, to hơn đấy. Thì nó nhét sẽ không vừa như đây nhé. Đó, nhét sẽ không vừa. Rồi chúng ta sẽ rút ra phôi luôn. Phôi con này đọt khá là to, cái này đọt của nó hạ mất khoảng tầm 15 phân. Đọt hạ khoảng tầm 15 phân nhá. Nó khá là cứng. Cái này cho bác nào hạ cần tay hoặc là câu đánh cá chép thoải mái luôn. Đánh cá chép thoải mái nhá. Phôi bên trong rất là đẹp, ít xước. Đây. Phôi bên trong rất là đẹp, ít xước nhá. Một cây cần Hà Nội địa 5m4 đọt số 2, mã 211. 211 trên này thông số ngọn nó sẽ ngọn 1,5 ly này. Ngọn 1,5 ly này. Ống phi gốc 20,7 này và nặng 287 g. Cái này thì sẽ để cho người giá là 600 ngàn. Đó, cũng là cái cần cuối cùng của ngày, của buổi trưa hôm nay. Hôm nay nêu cho mọi người 2, 4, 6, 8, 10, 12 cây cần. 12 cây cần đi xô. Bác nào ưng cái nào, thích cái nào thì gọi điện ngay qua số điện thoại chốt hàng trực tiếp cho mình nhé. 0326 267 369.